chụp hình, tức là chúng ta sẽ sử dụng các cái công cụ là PRTSCN green screen hoặc là công cụ snipping tool. Sao bạn? Thì bấm record tụi em đi thầy để có coi lại cũng dễ. Rồi sẽ record lại. Dạ. Record on this computer. Recording in progress. Rồi. Rồi thì nhắc lại là chúng ta có phần win này, cơ bản là chúng ta đi bốn cái nội dung này. File Explorer, tìm kiếm trong Windows. Tạo shortcut cho một cái chương trình ứng dụng, rồi thiết lập một số các cái tính năng trên Windows, rồi sau đó chụp hình và vẽ hình, cũng có thể là chúng ta sẽ dùng pen để chúng ta vẽ hình, vẽ một cái hình gì đó. Thì trong hai phần đầu là chúng ta đã học rồi đúng không? Hai phần đầu thì chúng ta đã học rồi. Hai phần này thì chắc cũng không có gì ha, có bạn nào cần nói lại không? File Explorer thì chúng ta mở thư mục, tạo thư mục rồi gì đó vân thôi, không có gì hết. Tạo thư mục, tạo nhánh thư mục. Tìm kiếm thì chúng ta tìm, các bạn lưu ý là chúng ta có hai ký tự hỏi chấm. Ký tự này nó sẽ đại diện cho một ký tự ha. Khi chúng ta tìm kiếm, và ký tự thứ hai đó là ký tự dấu sao. Ký tự này nó sẽ đại diện cho một nhóm ký tự. Một nhóm ký tự. Đó. Hai cái này bạn lưu ý cho thầy chỗ này là được rồi. Ok. Tức là người ta yêu cầu bạn tìm ký tự thứ ba là chữ S chẳng hạn, thì ký tự thứ nhất chúng ta hỏi chấm, ký tự thứ hai hỏi chấm, ký tự thứ ba là chữ S, những ký tự sau là cái gì đó không biết, không quan tâm thì chúng ta gọi dấu sao ha. Rồi sử dụng file chấm doc thì chúng ta gọi vô file chấm doc hoặc doc S v.v. Đó. Còn người ta yêu cầu bạn tìm ký tự cuối cùng là chữ H thì sao? Nếu người ta nói ký tự cuối cùng là chữ H thì sao? Thì chỗ này mình gõ gì? Sao H. Đúng rồi. Đơn giản, chúng ta sao là những ký tự đầu không quan tâm. Ký tự cuối cùng là H, sau đó là chấm phần mở rộng xong. Đó. Đơn giản vậy thôi. Cho nên là hai cái ký tự này bạn lưu ý cho thầy là được. Tìm kiếm thì đơn giản, con trong đề thì thường mỗi câu sẽ có bạn là nửa điểm. Rồi hôm nay chúng ta sẽ nói về tạo shortcut cho một cái chương trình ứng dụng. Thì các bước để tạo shortcut đa số là các bạn tạo shortcut theo cái dạng là các bạn thường ví dụ tạo desktop chẳng hạn, thì cái dạng nó ra như thế này, thì viết một cái câu cho bạn dễ hiểu ha. Ví dụ người ta yêu cầu bạn là trên desktop ha, tạo shortcut để khởi động một cái chương trình gì đó đi, một cái chương trình, ví dụ như chương trình WordPad .exe, rồi với cái tên, với tên là soạn thảo chẳng hạn đó, soạn thảo đấy. Thì thường là các bạn trên desktop thì các bạn làm theo cái cách này, các bạn click chuột phải rồi sau đó bạn chọn new, rồi sau đó bạn chọn shortcut ha. Cách này cũng là một cách, nhưng mà tới đây thì với những cái chương trình thông dụng thì chúng ta dễ làm, nhưng mà những cái một số cái chương trình đặc biệt nó tìm không ra. Hoặc là tới đây thì các bạn chọn browse lên, và bạn phải biết chính xác là nó nằm trong cái nào trong này, bởi vì trong này rất là nhiều ha. Có nhiều bạn vô trong này chọn shortcut này để đem ra làm shortcut là sai nha. Đó. Shortcut tức là những cái biểu tượng mà nó có cái hình mũi tên cong cong ở bên phải bên trái nè, ở bên dưới bên trái nè, cái này người ta gọi nó là shortcut ha. Đó.
Cho nên là thường các bạn sẽ chọn theo cái cách này và chúng ta sẽ làm rất là dễ bị bí chỗ này và các bạn làm không được cái chỗ này. Những cái shortcut là những cái ví dụ như thầy đưa chuột vô nè, đó thì nó xuất hiện lên cái location và chương trình này là Notepad, nó nằm trong ODC, Notepad cộng cộng gì đó. Ví dụ như chương trình này là Typing Master thì nó nằm trong cái ổ đĩa Air OneDrive gì đó vân vân. Đó thấy không? Thì nó chỉ tới cái vị trí của cái cái chương trình này, cái shortcut nó sẽ chỉ tới vị trí của chương trình. Đó. Cho nên là người ta yêu cầu bạn tạo shortcut thì chúng ta sẽ thực hiện nó như sau. Chúng ta cái này chúng ta sẽ làm nó hai bước. Bước một là chúng ta phải đi tìm. Chúng ta đi tìm cái chương trình đó, chương trình cần tạo shortcut, chương trình ứng dụng. Đầy đủ nó là một cái chương trình ứng dụng cần tạo shortcut. Đó. Sau khi các bạn tìm xong thì các bạn sẽ làm một cái thao tác, đó chính là chúng ta copy nó. Được chưa? Copy nó. Rồi sau đó chúng ta làm bước thứ hai là chúng ta sẽ di chuyển đến vị trí cần tạo ha, cần tạo. Sau đó các bạn sẽ thực hiện một cái thao tác đó là right click. Right click tức là chúng ta click chuột phải đi. Ha. Rồi sau đó chúng ta sẽ là chọn base, nhưng mà chúng ta sẽ chọn base shortcut nha, chúng ta chọn base shortcut đó. Chứ không phải chúng ta chọn base. Tại sao thì lát thì làm ví dụ thì các bạn sẽ thấy. Và bước tiếp tục là chúng ta sẽ rename nó là xong, đổi tên nó lại theo cái yêu cầu của cái đề bài ở đây. Ví dụ người ta yêu cầu đổi là thành soạn thảo. Bây giờ thầy sẽ làm cái ví dụ cho cái câu này. Trên desktop tạo shortcut để khởi động một cái chương trình này. Chương trình nào cũng được. Ở đây thầy làm một ví dụ về một bet. À, hoặc là một cái chương trình khác. À, một bet thì sợ nó kiếm lâu rồi. Chọn nó CALC. CALC. Với cái tên là đổi nó lại thành là máy tính, ví dụ như vậy. Thì đầu tiên chúng ta sẽ đi tìm xem thử cái file này nè, nó nằm ở đâu. Mà muốn tìm thì chúng ta mở ODC Windows E, mở File Explorer lên. Các bạn nhớ phím Windows E nha, Windows E để mở this PC. Sau đó chúng ta mở ODC lên. À, chúng ta tìm thì chúng ta sẽ gõ vô đó là calc.exe và chúng ta sẽ cho nó đi tìm. Thì bạn thấy khi mà mình gõ ở đây thì nó chỉ tìm trong ổ đĩa C thôi, nó search local disk, nó chỉ tìm trong C, ổ E, ổ F gì đó, nó không có quan tâm. Thì nó sẽ rút ngắn cái thời gian tìm kiếm của mình lại ha. Đó. Trên máy của thầy thì nó chạy cũng là tương đối là chậm đó. Bạn yên tâm đi, mai mốt bạn thi trên máy trường á, thì nó sẽ chậm hơn đó. Không có gì phải lo. Bây giờ... Ủa thầy sao? Thầy cảm thấy lo lắng luôn. Nếu bạn yên tâm, mai mốt bạn đi thi thì cái mấy trường nó sẽ chậm hơn. Bởi vì mấy thầy cài còn ít chương trình, còn mấy ở trường thì nó cài kính thưa các loại chương trình đó. Từ ABCD cho tới XYZ đầy đủ hết. Đó. Nói chung là làm xong, bấm xong là chịu khó ngồi chờ một chút. Ok, nó tìm thấy rồi đó, thì tạm thời chúng ta đừng có chọn close search nha. Chọn close search khi nào chúng ta search xong mới chọn, còn chúng ta muốn tạm dừng thì chúng ta ở đây stop loading. Stop loading thì nó sẽ tạm dừng tìm kiếm. Thì ở đây bạn nhìn thấy nó ra CALC Windows 6 Pro, CALC Windows 6S, WinS như SSS gì đó vân vân. Win System 32, Win System gì đó. Thì trong bốn cái file này đều là CLC hết,
nhưng mà chúng ta chỉ copy một file thôi, và cái file đó chính là file Windows System 32 ha. Mấy cái kia không phải đâu, đừng có copy nó. Còn tại sao mà thầy biết copy trong Windows System 32 mà không phải chỗ khác? Câu trả lời sẽ là xài lâu sẽ biết hết, xài nhiều sẽ biết nó nằm trong đây. Bởi vì khi cài Windows thì đây là thư mục gốc của Windows, C Windows. Đó, còn mấy cái kia là những cái thư mục mà để nó hỗ trợ cái việc mà chạy cho nó nhanh. Sau đó chúng ta thực hiện copy cái file này. Copy nó nha. Rồi chúng ta quay trở lại ở đây là chúng ta tới copy rồi đó. Bước 2 di chuyển tới vị trí cần tạo. Ở đây người ta yêu cầu bạn là trên desktop. Trên desktop thì chúng ta phải quay về desktop, bấm phím Windows và chữ D, D là desktop. Bấm Windows D nó quay về desktop. Chúng ta click chuột phải lên bất kỳ vị trí trống. Dĩ nhiên ở đây thì làm ví dụ thì sẽ là trên desktop, nhưng mà trong bài thi thì người ta yêu cầu bạn không phải trên desktop đâu, yên tâm. Sau đó bạn chọn base. Chọn base shortcut hoặc là base. Thì ở đây nó có hai cái lựa chọn. Thứ nhất là lựa chọn base thì nó sẽ ra một cái, ở đâu rồi? Đây. Nó ra một cái như thế này, và chọn base shortcut thì nó ra như thế này. Hai cái. Thì các bạn nhớ là khi bạn chọn base thì bạn làm sai, bởi vì bạn dán nó ra thì nó nằm ở đây là nó không có chạy được, nó bị lỗi. Chỗ này nó bị lỗi. Còn nếu mà bạn chọn base shortcut thì chỗ này khi bạn khởi động lên thì nó chạy lên cho bạn cái máy tính. Ok chưa? Đó. Cho nên bạn dán theo cái này là sai, xóa này đi. Nhớ là base shortcut nha. Rồi sau đó người ta yêu cầu bạn với tên là máy tính thì chúng ta chỉ rename là xong. Rename thì chúng ta chọn nó là nhấn F2. Hoặc là chúng ta click phải chọn rename, sau đó chúng ta gõ vô chữ máy tính, enter, thế là xong. Có nửa điểm câu này, rất đơn giản. Đó. Đây là cái máy tính. Máy tính thì chúng ta khởi động máy tính này lên, bấm nó lên thì nó sẽ xuất hiện một cái máy tính. Bạn muốn kiểm tra nó, ví dụ như bạn lấy 2 nhân với lại 16 thì bấm bằng đó, thì nó sẽ ra 32, đúng không? Chứng tỏ là cái máy này rất là thông minh, rất là tài giỏi. Tính toán ngoài mong đợi, 2 x 16 mà nó biết là chính xác là bằng 32, ghê thiệt. Đây là một phép toán không dễ dàng gì đâu ha. Được chưa? Ai còn nghi ngờ gì về khả năng của nó nữa không? Đây, nhưng mà 2 x 16 thì không có ai yêu cầu bạn làm 2 x 16 đâu. Trong đề thi người ta sẽ yêu cầu bạn là tính 2 mũ 16. 2 mũ 16. 2 mũ 16 thì sao đây? Ở đây nó có phần trăm CE, tức là clear empty, là xóa sạch hết. Clear xóa nhưng mà vẫn giữ lại các cái memory. Xóa một cái từ đằng trước, 1 trên x, x bình phương, tính bình phương, tính căn bậc 2 như cộng trừ nhân chia, đúng không? Còn 2 lũy thừa thì nó không có. Cho nên là muốn tính như vậy thì lấy 2 nhân 2 nhân 2 nhân 2 nhân 2 đếm cho đủ 16 lần ha. Em nào đủ thôi, lỡ lộn cái là thấy bắt đầu làm lại. Hoặc có cách thứ hai, các bạn vô trong cái dấu ba chấm này nè, sau đó chúng ta sẽ mở ra, nó đang ở dạng là standard, chúng ta sẽ mở nó ra dưới dạng scientific. Dạng scientific đã. Bạn muốn tính 2 lũy thừa 16 thì chúng ta 2x mũ y 16. Được chưa? Và đơn giản là bấm bằng. Đó là 65536. 65536 đó là kết quả.
Đó, ngoài ra thì nó còn cho phép bạn tính các cái ví dụ như x bình rồi pi rồi số e chia lấy dư mod đó căn bậc 2 trị tuyệt đối 10 log vân vân. Còn nếu như bạn nào muốn đổi sang dạng graphing thì nó sẽ dưới dạng là vẽ trục tọa độ. Rồi programmer nếu như bạn nào muốn đổi số ở dạng thập phân nhị phân các kiểu. Ví dụ như 10 ta 181 trong hệ thập phân thì nó sẽ là B5 trong hệ 16 bằng 265 trong hệ octal tức là hệ 8. Binary thì nhị phân thì nó là 10110101 đó. Thì đó chính là cái đổi sang nhị phân đó. Còn ngoài ra chúng ta có DS calculator đó. Để mà đổi ngày tháng năm. Rồi convert dưới dạng tiền tệ có bao nhiêu đô, cái này phải có internet nó mới cập nhật được. Đổi sang euro, đổi sang đô, đổi sang peso, ABCD các kiểu. Thì đó là thầy giới thiệu sơ qua về cái máy tính luôn để cho các bạn sử dụng nó trong cái quá trình các bạn học ha. Đây thì đây là một cái câu, hoặc là bây giờ người ta sẽ yêu cầu bạn thêm một cái nữa, tạo cái shortcut để khởi động chương trình on screen keyboard OSK. Hình như nó là OSK. Cái câu này hay ra lắm mà thầy quên cái file rồi, chờ thầy search cái nó ra liền. File OSK on screen keyboard chấm e rồi, nó đây. Thì thường nó sẽ có cái câu này nữa nè. Bây giờ để thầy xem thử trong thư mục control đây. Trong thư mục người ta sẽ yêu cầu bạn trong thư mục bài thi win bài thi win tạo shortcut để khởi động chương trình chương trình gì đó thì người ta đưa nó vô đây, ví dụ như OSK.exe với tên là keyboard bàn phím đó, với tên bàn phím. Cái câu này cũng hay có nè, cái này các bạn lưu ý. Thì trong thư mục bài thi Win để thầy xem cái thư mục của mình nó còn cái bài thi Win hay không. Hôm bữa thầy tạo ra nó không biết còn không. CCA Win 8 đề thi mẫu không phải. Bài thi công nghệ thông tin của nó đâu ta? Giáo trình tài liệu. Rồi, chúc mừng xóa mất tiêu rồi. Tài liệu CCA để thì chọn là không có. Rồi bây giờ trong desktop đi, để tạo một cái thư mục mới trên desktop hoặc trên trong cái này đi, thì chúng ta làm gì, nhấn phím gì còn nhớ không, nào cho thì biết coi nhớ phím gì không. Không nhớ phím này là mất 0,25 điểm Windows rồi đó. Sai, sai trầm trọng. Tạo một thư mục. Rồi Windows nợ đúng ship không? n đó. Control ship n.
Chính xác. Nó là Control Shift N, nhớ cái ba phím này nha. Đó, 0.25 rồi đó. Ráng mà giữ. Đó, học với thầy khỏe lắm. Đề là lúc nào cũng có đó. Thi qua là chuyện khác. À, đó là bài thi Win. Ví dụ như chỗ này nó có thêm một bài thi Win. Đó. Mở nó ra. Rồi, tạo shortcut ở đây. Tạo một cái shortcut để khởi động cái chương trình đó ở đây. Thì để tạo chương trình đó thì chúng ta cũng làm như cũ thôi. Chúng ta mở đi xe lên. Xe mạnh đâu rồi? Không có thì nhấn Windows E. Mở file explorer, mở đi xe lên. Gõ vô osaka.se. Quýnh enter. Rồi, nó sẽ tự động nó đi tìm Osaka. Để cho nó tìm đi. À, đừng có nhìn. Nhìn nó sẽ lâu lắm. Mình không nhìn là nó yên tâm, nó chạy, cho nên nó không bị mất cỡ, nó chạy nhanh. Còn bạn nhìn nó làm như mất cỡ lâu lắm. Như vậy thì quay trở lại, sẽ có một cái câu mà bạn hay gặp, đó chính là shortcut là gì. Bạn phải trả lời được cái câu hỏi này. Shortcut là gì? Thì nãy giờ chúng ta làm nhiều đó. Để còn lại là bạn đọc cái đáp án cho nó đúng thôi. Không thì không nhớ đáp án lắm, nhưng mà nó là shortcut là một cái biểu tượng, để một cách để chuyển tới chương trình ứng dụng một cách nhanh nhất ha. Rồi nó là một cái liên kết dùng để mở một cái chương trình ứng dụng gì đó v.v. đó. À, quay trở lại đây thì chúng ta sẽ thấy nó lên ha. Mình không có nhìn nó làm thinh, nó chạy lẹ lắm. Rồi, osaka.se mùi mũi mui mụi gì đó, cái mấy cái này không phải nha. À, Osaka Winchester này cũng không phải, nó là Winsystem 32. Đây là thư mục gốc của Windows. Cho nên chúng ta chỉ cần copy cái thằng này. Và người ta yêu cầu mình ở đâu? Trong bài thi Win, nhớ là phải vô đúng thư mục nha, đừng có tạo trên desktop là câu này chất work nha, không có điểm chát gì ở đây hết á. Người ta yêu cầu tạo trong bài thi Win mà đi tạo trên desktop là chật lất. Thì lúc đó chúng ta sẽ vô trong bài thi Win. Chúng ta click phải Base Shortcut, nhấn F2, đổi nó lại thành bàn phím. Enter, bấm nó lên, nó chạy lên cái bàn phím. Thấy chưa? Cái này dành cho những trường hợp mà bạn nào đang dùng mà bàn phím nó bị chết, đột quỵ, nó chết á. Thì dùng cái Osaka này nè, OSK đó, để chúng ta mở lên, ta chữa cháy được miếng nào hay miếng đó. Nó y chang như bàn phím của mình thôi, không có gì hết ha. Ví dụ như bạn muốn mở thư mục này ra thì quýnh Enter, nó mở ra. Đó, muốn quay trở lại, back quay lại. Thấy chưa? Đó. Rồi sau đó bạn muốn rename cái này bài tập thì chúng ta sẽ bấm hai lần, sau đó chúng ta cách nó ra bài tập PowerPoint 1, 2, 3, quýnh Enter, đổi tên vậy thôi. Ok, nó là bàn phím ảo ha. Bàn phím này dành cho mấy cái máy mà có cảm ứng trên màn hình á, các bạn sẽ thấy cái bàn phím này. Đây, đó là hai câu quan trọng. Rồi, câu số cái phần số 4 là chúng ta sẽ thiết lập một số tính năng. Ví dụ như người ta sẽ yêu cầu bạn là trên bàn thi, chắc là nó nằm trên Win 8. Trên Win 8 người ta yêu cầu bạn là
À, quên nữa, thêm một cái phần nữa nha. À, phần đó nói sau cũng được. Trên nguyên tắc người ta yêu cầu bạn thiết lập thời gian nghỉ cho màn hình là 5 phút nếu không sử dụng. Thì khi đó nó sẽ xuất hiện lên một cái dòng chữ họ tên của mình chẳng hạn. Đó. Và khi mà muốn sử dụng lại á, thì phải nhập mật khẩu nó mới cho sử dụng. Tức là chức năng tự động khóa đó. À, thường người ta sẽ yêu cầu bạn thiết lập chế độ nghỉ cho màn hình là 5 phút đó. Xuất hiện dòng chữ, dòng test là gì đó, ví dụ như là dòng test thi chứng chỉ công nghệ thông tin chẳng hạn, thi công nghệ thông tin cơ bản đó. Rồi xong rồi tiếp tục là chụp hình cái đó lại, chụp hình màn hình thiết lập, sau đó là lưu vào trong bài thi Win, lưu vào trong thư mục bài thi Win với tên là chế độ nghỉ, với cái tên là chế độ nghỉ đó. Câu này thường là sẽ có một điểm ha, nếu yêu cầu làm hai cái việc to tác này và được một điểm. Đây, bây giờ muốn thiết lập chế độ nghỉ cho màn hình trên Win 8 hoặc là trên Win 10, Win 8. Win 10 thì nó hơi khác nha. Trên Win 10 thì nó hơi khác. Trên desktop background Win 10 thì trên background show icon, icon track đồng bộ setting đi. Làm sao để chỉ bạn trên Win 8? À, có cách rồi. Google thiết lập chế độ nghỉ Win 8, bật tắt chế độ nghỉ Win 8. Không phải mấy chế độ sleep này đâu nha, không có luôn. Chế độ nghỉ nó không hiểu. Thiết lập screensaver, screensaver Win 8 đây, nó ở đây, đây thiết lập chế độ nghỉ nè. Bạn vào screensaver, muốn vào screensaver thì click phải desktop, chọn personalize, không có demo trên này được. Do thầy đang sử dụng Win 10. Sau đó chỗ này chúng ta sẽ chọn 3D test. À, thời gian đợi chúng ta tăng lên 5 phút. Muốn quay trở lại dùng thì phải có mật khẩu vô, thì chúng ta tích vô chỗ on resume. À, on resume display log on screen. Rồi dòng chữ đó là dòng chữ gì thì chúng ta sẽ chọn vào phần setting. À, trên Win 10 nó sẽ khác ha. Screen server thì nó sẽ nằm trong cái phần setting, nhưng mà khi mà ra cửa sổ thì nó giống nhau. À, ra cửa sổ screen server thì nó giống nhau, nhưng mà cách mà để bạn đi đến cái cửa sổ này á, đi đến cái cửa sổ này nó sẽ khác trên Win 8 ha. Rồi bạn chịu khó, mấy cái này chắc bạn phải chịu khó lên nhờ anh Google anh giúp giùm chút. Rồi bây giờ bạn sẽ chọn 3D test setting, sau đó bạn sẽ custom test này lại. À,
thành họ tên của mình, hoặc là bài thi công nghệ thông tin gì đó, quên không có họ tên nha, sorry. Các bạn nhầm mà họ tên vô là bị phạm quy á, vi phạm quy chế đó. Thường nếu người ta yêu cầu nó sẽ là bài thi gì đó công nghệ thông tin cơ bản à. Rồi sau đó resolution tức là chọn cái độ phân giải thấp cao tùy trên màn hình máy của mình ha. Rồi chọn size có thể chọn small là large để cho nhỏ và lớn. Đây rotation speed. Rotation speed có nghĩa là tốc độ mà nó xoay bên cái màn hình á, xoay trong cái màn hình này nè. À thì chúng ta chọn slow hoặc là fast mover. À, chọn cái kiểu quay đó là spin để nó quay vòng vòng. Ok thì bạn sẽ nhìn thấy nó quay như thế này. Đó. Và chúng ta tăng thời gian lên là 5 phút nếu mà trong thời gian 5 phút mà người dùng không sử dụng vào chuột bàn phím thì tự động nó khóa cái máy mình lại để mình yên tâm. Và khi nào mà muốn sử dụng á, thì phải nhập mật khẩu vô mới cho dùng. Chúng ta sẽ tích vào chỗ on resume. Được chưa? Thì đó là cách mà chúng ta sẽ thiết lập screen saver. Sau đó người ta sẽ yêu cầu bạn chụp cái màn hình này lại. Chụp cái màn hình này lại và bạn sẽ phải đưa vào trong pen hay là gì đó, lưu nó vào trong bài thi Win. Thì bạn muốn chụp cái màn hình này á thì bạn sẽ có cái công cụ là on screen keyboard lúc nãy á, để thầy mở lên ha, thầy chỉ cho cái phím on screen keyboard. Đây bạn muốn chụp hình thì bạn kiếm tìm trên mấy cái bàn phím của mình cái phím này PRTSCR, đó là print screen, chụp hình màn hình à. Bạn chụp nó lại thì có những cái gì mà trên màn hình là nó chụp hết lại. Ví dụ thầy bấm trên máy của thầy nè, bấm chụp lại, bấm một lần thôi nó sẽ chụp lại. Sau đó thí dụ như thầy dùng chương trình pen, ta dùng chương trình pen à, để chúng ta dán nó vào chương trình này xử lý hình ảnh, chúng ta control v, ta dán vô đây. Bây giờ thì bạn thấy nó lên cái hình nè, nhưng mà nó lên hết tất cả luôn, những cái gì đằng sau xung quanh là nó chụp hết luôn đó. Nhớ là đây là cái hình nha. Có nhiều bạn chụp dán vô đây rồi sau đó cầm chuột bấm vô này nè, bấm hoài vô mấy chỗ này ha. Rồi sau đó là thầy ơi mấy em nó bị virus rồi hay gì đó thầy, nó bị virus em bấm đóng mà nó đóng không được à, mấy em nó đứng nó treo nó bị virus đổi máy đó. Lúc thấy cũng tội nghiệp con virus thiệt, thấy cũng thương hại cho nó. Mình sai rõ ràng cũng kêu là tại nó đó. Bạn nhớ ha, đây là cái hình. Vấn đề là bạn chụp hình như thế này là bạn không có điểm, bởi vì người ta yêu cầu bạn chụp đúng cái cửa sổ này thôi. Screen save đây. Chụp cái cửa sổ screen saver chứ không chụp tất cả những cái cửa sổ ở bên dưới à, hiểu chưa? Cho nên là chỗ này các bạn lưu ý, bạn chụp hình như thế này là không có điểm cho cái câu này à, xóa cái này đi. Rồi bây giờ làm sao để chụp hình cái cửa sổ này mà nó không ảnh hưởng tới những cái xung quanh? Thì chúng ta có hai cách. Cách thứ nhất chúng ta dùng phím, đó là chúng ta chọn cái cửa sổ mà chúng ta cần chụp hình đó. Chúng ta nhấn giữ phím Enter, phím Alt trên bàn phím. Sau đó chúng ta nhấn phím chụp hình Enter Green Screen. À rồi chúng ta mở pen lên, chúng ta Control V dán nó vô thì bạn thấy nó lên đúng cái cửa sổ mà thầy đã chọn thôi. Nó không lên, nó không chụp mấy cái kia. Được chưa? Đó là một cách. Cách thứ hai là chúng ta muốn lấy một cái hình ảnh gì đó ở đây thì chúng ta sử dụng công cụ snipping tool. Snipping tool ở đây
Đó, công cụ để chúng ta chụp hình cái màn hình. Các bạn nghe nó bị lắc không vậy? Còn nghe rõ không? Dạ thầy ơi, nghe rõ không? Thầy nói lại cái tổ hợp phím với thầy. Chúng ta sẽ chụp hình cửa sổ, chụp hình cửa sổ hiện tại hoặc là cửa sổ đang chọn bằng phím Enter cộng với phím PRTSCN, được chưa? Phím Enter với lại phím Rescreen thì nó chỉ chụp hình cái cửa sổ mà chúng ta đang chọn thôi, chứ nó không có chụp hết tất cả. Ok, nghe rõ không? Thầy nói nó lắc lắm thầy ơi. Lúc nãy nó lắc dữ lắm đúng không? Thấy nó báo quá. Chắc là do internet có vấn đề. Rồi, như vậy là chúng ta có cách thứ nhất là chúng ta bấm hai cái phím này để chúng ta chụp cửa sổ đang chọn nha. Cửa sổ đang chọn. Cách thứ hai là chúng ta vẫn mở cửa sổ này lên và chúng ta sẽ sử dụng công cụ Snipping Tool ở đây. Bạn muốn sử dụng được công cụ này, ví dụ như công cụ này thì Unpin đi, nó không có ở đây ha. Bạn muốn có thì bạn bấm vô công menu Start, sau đó là bạn gõ và hoặc là bạn bấm cái phím Windows á, Win 8 bạn cũng làm như vậy luôn. Bạn gõ vô là công cụ là Snip, gõ chữ Snip thì tự động nó sẽ lên Snipping Tool ha. Ở dưới này nó có công cụ là pin to taskbar, thì bằng pin thì nó sẽ nằm dưới này à, bằng pin lên thì nó nằm ở đây để khi mình dùng cho nó dễ chứ không có gì hết á. Đó. Đó, ví dụ này muốn dùng thì thầy bấm vô đây, nó lên cửa sổ Snipping Tool. Thầy muốn chọn cái quét chọn cái nào á thì đơn giản chọn new. Muốn quét chọn cửa sổ này thì chỉ cần là đưa trỏ chuột ở đây, quét chọn hết con trỏ chuột, như vậy là nó lấy đúng cái cửa sổ này thôi, thấy không? Đó, rồi sau đó mình lưu nó lại, mình vô trong file mình chọn save as để lưu ha. Đó là cái Snipping Tool. Nếu như bạn không thích, ví dụ như bạn muốn lấy những cái biểu tượng của cái cửa sổ này thì đơn giản mình vô new ha, mình đi quét chọn cái này, mình chụp đúng cái này thôi, đừng có chụp mấy cái kia. Đó. Thì nó lên bị mấy cái biểu tượng này. Công cụ này các bạn có lẽ là dùng nhiều đó. Bởi vì các bạn làm bài tập, các bạn muốn lấy hình ảnh từ internet hay gì, bạn chỉ cần dùng Snipping Tool là nó sẽ có hết tất cả ha. Bạn có thể chụp được tất cả cái hình ảnh mình muốn. Đây, đó là cái cửa sổ ha. Rồi, phần tiếp theo là người ta yêu cầu bạn chụp cái hình này nè, chụp hình mà bạn thiết lập đó nè, lưu vào trong bài. Rồi, bạn lưu lại thì thầy nhắc các bạn là chúng ta lưu thì chúng ta vào trong file, trong chức năng file chúng ta có hai công cụ để chúng ta lưu, đó là save as. Câu hỏi trắc nghiệm cũng có cái này nè, khi nào thì save và khi nào thì save as, nó khác nhau như thế nào? Bạn tự trả lời câu này nha. Thì thường bạn lưu lần đầu tiên và các bạn sử dụng máy tính thì thầy khuyên các bạn là nên chọn Save As, đừng có chọn Save, chọn Save As. Bởi vì khi bạn Save As thì nó sẽ tự động, nó sẽ xuất hiện một cái hộp thoại nữa, nó hỏi bạn là muốn lưu chỗ nào ha. Thì lúc đó chúng ta sẽ dễ dàng là chúng ta sẽ chọn cái vị trí chúng ta lưu.
Ví dụ như là chúng ta sẽ lưu nó ở trong bài thi Win, thì chúng ta mở bài thi Win của mình ra là chúng ta đặt tên cho nó là chụp hình màn hình gì đó, chụp hình màn hình ha. À, chúng ta chỉ save nó lại, đó là save as. Lúc nào cũng khi bạn dùng máy thì thầy khuyên bạn dùng save as. Còn bạn trả lời nó khác nhau và giống nhau như thế nào? Nếu như chúng ta đang có như thế này, chúng ta chỉnh sửa một cái gì đó, ví dụ chúng ta vô tình chúng ta quẹt một cái đường cọ này đi, chúng ta quẹt lên dùng cái màu đỏ, chúng ta quẹt lên cái bức hình đó. Rồi chúng ta lỡ tay, chúng ta bấm save, quên luôn, đóng luôn. Rồi như vậy là bạn hết cơ hội bạn sửa nha, bởi vì bạn mở nó lên và bạn không thể undo nó lại được. Đó, bây giờ thì cái hình này nó sẽ nằm với cái đường quẹt đó luôn rồi. Bạn muốn làm ấy thì bạn phải sửa lại, chứ bạn không thể nào mà bạn xóa bôi cái gì được này. Bạn không thể undo nó lại luôn nếu như bạn bấm save. Thì hai lần này nó khác nhau, một á là khi bạn chọn save as, nó sẽ hỏi bạn vị trí lưu tên file. Còn khi mà bạn chọn save thì nó đã có sẵn rồi, đã được đặt tên rồi, và chúng ta bấm save thì nó lưu với cái tên cũ và ở vị trí cũ. À, có rất là nhiều bạn làm xong, ví dụ như bạn soạn thảo cái bài WordPress như thế này, sau đó bạn vô file, bạn cũng save as, cũng xuất hiện cửa sổ gì đó vân vân, sau đó đặt tên cho nó là ví dụ như tài liệu, rồi bấm save xong, đóng luôn. Rồi xong rồi người ta yêu cầu là vô bài thi Win, người ta yêu cầu lưu vô bài thi Win, mở bài thi Win lên rồi không có tài liệu. À, bạn quên cái chọn cái vị trí lưu, và bây giờ làm sao để biết lưu ở đâu? Thì bạn nhớ là khi mà bạn lưu, rõ ràng là bạn lưu ha, có rất là nhiều bạn coi như là thi làm xong mở lên ý chích cha cái bài nãy mình làm đâu mất tiêu, giờ sao giờ ta ngồi gõ khí thế luôn, giờ không biết nó lưu ở đâu rồi, sao kiếm trong cái disk PC này có cả nguyên cái ổ đĩa, quá trời ổ đĩa, biết kiếm ở đâu. Mà kiếm ra không là vừa hết giờ luôn, vừa kiếm ra là vừa hết giờ. Đó, thì những cái trường hợp như vậy thì thấy đa số là thầy ơi mấy em nó bị virus nữa rồi. Đó, nãy em rõ ràng với em rõ ràng là em lưu, em hứa, em thề, em các kiểu ABC ha, là em đã lưu, vậy mà tự nhiên nó mất. Thấy mấy của thầy mấy ở trường virus nhiều quá, toàn là bị virus không. Thì những cái trường hợp như vậy làm sao để bạn lấy lại cái tài liệu của mình? Rất đơn giản, bằng nãy bạn làm bằng chương trình gì thì bạn mở lại cái chương trình đó lên. Ví dụ nãy làm WordPress thì bây giờ bạn vô bạn mở WordPress lên, được chưa? Nhớ là mở WordPress nha, đừng có mở Word, mở bằng WordPress. Hồi nãy thầy làm trên WordPress, mở bằng WordPress. Hồi nãy làm trên Word thì mở bằng Word. Trong WordPress bạn chỉ cần vô file là bạn thấy là recent documents, nó sẽ nằm hết ở đây. Đó chưa? Bạn đã lưu tài liệu thì nó có tài liệu nè, và bây giờ bạn chỉ cần mở ra là nó ra nè. Thấy không? Bởi vì bạn chưa có tắt máy, chưa khởi động lại máy thì nó vẫn còn nằm ở đó. Rồi bây giờ thì sẽ là cơ hội để cho bạn lưu nó đúng vị trí save as. À, rồi bạn chọn đúng cái thư mục bài thi của mình á, đó là thư mục bài thi Win đó, và chúng ta lưu tài liệu vào trong đó. Ok, đó chưa? Đây, đó là những cái
chụp hình thiết lập lưu vào, một số tính năng. Ok, chỉ có vậy thôi. Rồi còn một cái phần nữa là phần pen. Phần pen thì cái câu pen thì đơn giản ha. Câu pen thì đơn giản. Thầy giới thiệu sơ qua cái chương trình pen chút xíu, bởi vì cái câu này thì thường nó có nửa điểm mà đa số các bạn là không làm câu này, bỏ câu này. Còn nếu như bạn nào làm nhanh á thì làm câu này. Thường người ta yêu cầu bạn vẽ một cái hình gì đó thì chủ yếu là dựa vào những cái này thôi. Dựa vào những cái này, nhưng mà nó có một cái, ví dụ bạn vẽ hình dấu mũi tên đi qua phải đi. Rồi sau đó bạn muốn đưa chữ right để chỉ về phía phải, bạn bấm vô chữ A đó là test, insert test. Sau đó bạn lấy chuột ra ngoài, bạn gõ chữ right. Cái chữ này bạn có thể chỉnh được size chữ nó lên 20, 27, 28 gì đó, tùy thích, mở rộng nó ra, chọn xanh đỏ tím vàng, muốn chữ gì thì chọn chữ đó. Ok chưa? Muốn nữa thì lên 30 chẳng hạn, tùy. Nó sẽ cho bạn chỉnh cho tới khi mà bạn click chuột ra và nó bị mất cái khung này. Bạn click chuột ra ngoài mất cái khung này thì bạn không chỉnh được cái test ở bên trong ha. Nhớ nha. Nó còn nhấp nháy như vậy thì chúng ta còn chỉnh được, nó còn cái khung thì còn được, nó cho phép bạn kéo đi, nhưng bạn click chuột ra ngoài rồi không thể chỉnh được, bạn click vô thì nó lại ra một cái mới chứ không phải chữ này. Đóng cửa. Đó. Đây, bây giờ bạn muốn đưa cái chữ right này vào trong cái dấu mũi tên này thì chúng ta dùng công cụ select và chúng ta quét chọn, sau đó chúng ta đưa vào. Nhưng mà thường khi bạn đưa vào nó bị như thế này, nó bị che. Nó bị che. Cái này đơn giản nhưng mà nhiều bạn vẫn chưa có biết. Bạn muốn không bị che thì bạn vô trong cái dấu mũi tên chữ select. Bạn chọn cái công cụ, cái chức năng là transparent selection ha. Bạn chọn transparent selection, bạn bấm vô thì lúc này khi mà bạn kéo nó đi nó không có bị che nữa, bạn muốn đặt ở đâu cũng được đó. Nó chỉ có hai thao tác đó thôi. Và nhắc lại, trong cái đề thi mà có cái câu vẽ hình pen thì câu đó thường là làm cuối nha, bởi vì cái câu đó trọng số điểm của nó tầm ở nửa điểm mà. Cho nên nhiều bạn là thầy thấy là bỏ ra hết 20 phút là để làm mỗi cái câu nửa điểm thôi. Còn mấy kia chấp nhận bỏ, chủ yếu tao vẽ đẹp là được à, ngon. Vẽ xong cái tấm hình là được nửa điểm là vừa hết giờ. Ai mà có năng khiếu vẽ vời gì đó thì không nên thể hiện trong lúc thi à, thi cái này không phải thi vẽ, cho nên chú ý. Còn lại một số cái hình cơ bản thì nó có trong đây hết rồi. Hình dấu những cái hình, ví dụ như có một số cái hình chữ nhật chẳng hạn, bạn vẽ nó ra bình thường hình chữ nhật, nhưng mà khi bạn bấm, bạn nhấn giữ phím shift, bạn vẽ thì nó ra hình vuông nha. Hình oval thì bình thường thì mình vẽ hình oval, nhưng mà khi mình bấm giữ phím shift thì nó luôn luôn tròn nha. Bằng kiểu gì nó cũng tròn hết á, đi chuột đi đâu nó cũng tròn hết á. Rồi hình tam giác cũng vậy, bình thường bạn muốn vẽ tam giác kiểu gì đó, vẽ nghiêng méo giờ tròn gì đó vân, nhưng mà khi bạn nhấn giữ phím shift thì nó luôn luôn là tam giác đều, ba cạnh bằng nhau thì thôi. Mấy cái pen thì không có gì ha. Mấy công cụ này dùng để xóa rồi viết chữ a bật cờ rồi vô tích chơi cho vui. Còn này đổ màu, chọn cái hộp màu, chọn màu bôi vô xong đó. Màu xanh đỏ tím vàng đó. Bây giờ trùng màu luôn rồi. Ok, như vậy là cái bài của chúng ta nó chỉ có vậy thôi. Thì hôm nay các bạn sẽ là giải quyết cái bài tập cho thầy, để thầy xem coi thử cái bài tập của mình là lớp mình là lớp gì ta,
D3 tối 24687E giáo trình. Trình nằm đâu à? Bài thi quân giáo trình, giáo trình, giáo trình. Hôm bữa mình làm tới bài mấy rồi em? Bài 6 đúng không? Đúng với bài 6 rồi. Ừ. Rồi hôm nay bạn nào chưa làm thì bắt đầu từ bài 6 cho tới hết phần win luôn ha. Đây vẽ pen mấy cái hình này thì quá đơn giản. Rồi bạn làm rồi những cái câu nào mà bạn không biết thì bạn note lại để chút xíu thầy sẽ hướng dẫn ha. Ok, rồi các bạn làm bài nha. Bắt đầu từ bài 6 nha. Recording stopped. Đi đâu vậy? Bài tập window. Bạn sẽ bắt đầu từ bài số 6 à, cho tới hết phần Windows. Ok. Rồi các bạn làm bài tập nha. Thank you.
Bạn Thu ơi, bạn tắt giùm mình cái mic được không Thu?